Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Thị trường laptop gaming trong những năm qua luôn rất sôi động với rất nhiều chủng loại mẫu mã đến từ các nhà sản xuất danh tiếng. Giữa rất nhiều những mẫu laptop như vậy, việc chọn mua một chiếc laptop nào đó để đáp ứng đủ tiêu chí mà bản thân đưa ra cũng khiến cho khách hàng phải cân nhắc khá là lâu. Và khi cạnh tranh ngày một cao, các hãng luôn phải đổi mới cách marketing cũng như cải tiến sản phẩm của chúng để tạo ra một chất riêng khi cạnh tranh với những chiếc máy khác. Chính điều này đã tạo cho khách hàng những sản phẩm mang tính đột phá và vô cùng chất lượng. Video ngày hôm nay thì mình sẽ nói đến một sản phẩm như vậy, Gigabyte Aorus, chim đại bàng thần thánh của nhà Gigabyte. Kể từ khi mới ra mắt thì Aorus luôn là một dòng sản phẩm tốn khá nhiều giấy mực. Chủ yếu thì Gigabyte trước đây không thiên về làm laptop cho lắm, nên những dòng sản phẩm thời kỳ đầu dù ít hay nhiều gây được tiếng vang nhưng cũng để lại lắm dấu hỏi chấm đến từ người tiêu dùng. Khi bản thân Aorus có khá nhiều sự bất hợp lý đến từ cấu hình, hiệu năng trên giá thành và cả thiết kế ở một số mẫu. Thật may, trong năm 2023 này, điều đó đã không xảy ra với Aorus 15. Hãy cùng vào intro nào! Những bạn nào cần làm các công việc liên quan đến edit video, dựng hiệu ứng 3D, render 3D, các sản phẩm chuyên dụng liên quan đến kiến trúc, nội thất và một số chiếc laptop có thể đáp ứng được khi họ cần phải thực hiện những công việc đó ở bên ngoài. Những bạn có nhu cầu gaming max setting ở phân giải 2K cho đến 4K, những bạn học tập về code, lập trình cũng như là giải trí, cần một chiếc máy có thể học tập, làm việc kiếm tiền và có thể nâng cấp thêm hiệu suất của bộ nhớ về sau này. Những bạn cần hiệu suất công việc và gaming ở mọi lúc mọi nơi, không bị gò bó trong không gian tại nhà. Những bạn đang muốn nâng cấp laptop sau một thời gian dài, muốn một chiếc laptop ổn, mạnh, không quá nặng và thoải mái dùng trong vòng 3-4 năm tới. Về cấu hình thì chiếc laptop này sử dụng CPU Intel Core i7 13700H, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, các đồ họa NVIDIA RTX 4060. Đây là những gì chúng ta có được khi bỏ ra gần 43 triệu đồng cho chú đại bàng này. Nhìn sơ qua về thiết kế thì có thể thấy cấu hình được trang bị trên Aorus 15 khá là hợp lý với mức giá. Khi điểm qua các đồng nghiệp cùng tầm giá của Aorus 15 trên website của Anphat cũng như sử dụng combo cấu hình như trên thì cũng xem nhau. i7 13700H là một con CPU mạnh, 14 x 20 luồng với mức turbo boost lên đến 5.0 GHz.
Theo như nhà sản xuất thì có khi test hiệu năng thực tế sử dụng thì mình thấy Pico cũng chạy được khoảng 4.5 đến 4.7 GHz. Đây là mức khá ổn định và hoàn toàn đáp ứng được các tác vụ về mặt công việc cần xung cao và nhiều luồng. Với con CPU rất mạnh là i7-13700H đi kèm với RTX 4060, bộ đôi này giúp Aorus tha hồ gáy to với tất cả những tác vụ thử nghiệm. RTX 4060 PC là một dấu hỏi lớn, còn RTX 4060 trên laptop là một cú nhảy lớn về hiệu năng so với các phiên bản tiền nhiệm. Bạn sẽ dễ dàng mắc setting trên các màn 2K, 165Hz với tựa game online như là LOL, Valorant, FIFA Online 4. Với các tựa game AAA, máy cho ra hiệu năng trên 60fps ở hầu hết các tựa game thử nghiệm. Trong các phép thử về khả năng làm đồ họa cũng như là test hiệu năng phần cứng, Aorus 15 luôn cho một kết quả an toàn, an tâm như cách mà Alphard mang đến cho bạn. Zenbench R23 i7-13700H đạt hơn 16.000 điểm ở mức mặc định. Với bài test format, chúng ta thấy được combo i7-13700H và RTX 4060 sẽ luôn cho ra hơn 70fps ở các tác vụ đồ họa bao gồm cả gaming hardcore ở độ phân giải 2K với max setting. Về tốc độ đọc ghi của SSD thì con SSD 7K được trang bị trên Aorus 15 cho kết quả tốc độ đọc là 6.5GB/giây, còn tốc độ ghi là 4.8GB/giây. Với tốc độ này thì các bạn làm về chỉnh sửa hình ảnh số lượng lớn, đọc các file RAW hay là làm màu trên DaVinci sẽ yên tâm với tốc độ xử lý của chiếc máy, không xuất hiện tình trạng giật lag nổi đâu. Về phần tản nhiệt được trang bị hệ thống tản nhiệt Wi-Fi độc quyền từ Gigabyte, cơ bản khả năng tản nhiệt của Aorus 15 mình đánh giá là khá tốt. Khi hoạt động ở nhiệt độ tỏa ra nóng nhất sẽ ở khu vực giữa, còn khu vực bàn phím bên trái của máy nữa. Còn hai phần kê tay thì cực kỳ mát, các bạn sẽ khó cảm thấy được nóng. Tất nhiên khi làm việc trên chiếc máy này chúng ta sẽ để ở phần kê tay, nên điểm này thì các bạn cứ yên tâm mà xài, không phải lo lắng gì hết. Đi qua một chút về phần ngoại hình, thiết kế của Gigabyte Aorus 15 rất đậm chất gaming và có những điểm nhấn thương hiệu. Điển hình là phần logo đặt giữa mặt A được mạ bóng và phần logo Aorus được đặt phía bên phải của phần gù nhô ra. Máy cũng có một đường cắt xẻ tạo nên vẻ mạnh mẽ cho chiếc máy này. Tuy nhiên, phần mặt A của máy không được phủ một lớp chống bám vân tay, nên việc bám vân tay sẽ làm mất đi vẻ đẹp của máy là điều không thể tránh khỏi. Do đó, việc vệ sinh mặt A cũng sẽ tốn khá nhiều công sức của các bạn đấy. Hy vọng những thiết kế tiếp của hãng sẽ có những thay đổi ở phần này. Gigabyte Aorus 15 còn có thêm điểm nhấn là phần giải LED chạy ở cạnh dưới của màn hình. LED RGB tuy ít nhưng tạo nên điểm nhấn cho máy. LED RGB khá đẹp và lì, cơ bản ở mức giá cao cấp nên hãng cũng rất chỉn chu trong việc thiết kế giải LED, giúp cho máy có điểm nhấn và không tạo cảm giác bị chói gắt khi nhìn vào. Bản lề của Aorus 15 rất chắc chắn và mượt, chắc ở việc giữ máy ở bất kỳ độ gập mở nào bạn muốn. Bạn mở máy đến đâu thì màn hình sẽ dừng ở đó. Mượt là khi bạn gập mở nó ra thì bản lề di chuyển rất nhẹ nhàng, trơn tru, không hề tạo cảm giác khó chịu. Phân bố trọng lượng của máy rất đều nên việc mở máy bằng một tay là khá dễ dàng. Trọng lượng máy là 2,25kg với độ dày là 20,9mm thì bạn có thể thoải mái bỏ vào ba lô và đem nó đi hàng ngày. Với chiếc laptop gaming hiệu năng cao, cân nặng này thì là ở mức cân nặng trung bình. Màn hình trên Gigabyte Aorus 15 khá ấn tượng, không giống như những chiếc màn hình khác. Tất cả đều có sự cân bằng giữa tần số quét và độ phân giải để có thể sử dụng tối đa các tác vụ. Gigabyte Aorus mang lại tần số quét cao nhất có thể cho chiếc màn hình này. Máy được trang bị tấm nền IPS với độ phân giải 2K, tần số quét là 165Hz và cũng không theo xu hướng. Tỷ lệ màn hình thì chỉ là 16:9. Độ bao phủ màu cũng rất tốt khi đạt giải màu 100% sRGB, cho trải nghiệm thị giác chơi game, xem phim và giải trí là khá đã. Với một con laptop gaming, thiết kế tưởng dày hơn các laptop phổ thông, Ultrabook bình thường, thế nên việc em nó được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cũng là điều dễ hiểu. Bao gồm một cổng USB Type-C, một cổng USB Type-A 3.2 Gen 1, hai cổng USB Type-A 3.2 Gen 2, một cổng Thunderbolt 4, một cổng HDMI, một cổng Mini DisplayPort 1.4, một jack cắm tai nghe 3.5mm, một cổng mạng LAN RJ45, kết nối không dây tiên tiến nhất với Wi-Fi 6E cùng Bluetooth 5.2 trên card Wi-Fi Intel AX211. Tổng kết lại, Aorus 15 BKF sẽ là một sự cân nhắc đáng giá dành cho các bạn khi xuống tiền ở mức tầm giá dưới 43 triệu đồng cho một chiếc máy tính có thể vừa làm việc, kiếm tiền, giải trí ổn trong vòng 3-4 năm tới. Hiệu năng mạnh, thiết kế chỉn chu, ít điểm trừ, các option phục vụ cho giải trí không thiếu gì, đã đủ cho các bạn siêu lòng chưa? Hãy tham khảo ngay ở các cơ sở của Alphard Computer gần nhất để trải nghiệm em nó nhé. Và biết đâu đấy thì các bạn sẽ thích và mua nó thì sao? Các bạn có thêm những thắc mắc hay là những bình luận gì thì hãy để lại ở phía dưới. Và hãy cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ mình ra những video tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại.